Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. Ở video trước mình có quay cho anh em xem về một số con sedan của BMW. Và có một vài anh em đang đi lắc A vào comment là bây giờ mà nếu mà anh em đổi từ con lắc A đấy mà lên với con kia thì nó cao quá, nó ngoài tầm với của anh em. Và thêm một cái nữa là nó không có sự khác biệt quá nhiều so với con sedan của VinFast. Thì ở đây video này mình sẽ quay cho anh em xem con BMW X3. Nó đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của anh em như là giá thành nó dễ tiếp cận hơn. Ví dụ như là những con kia nó đang có giá gần 3 tỷ thì con này nó cũng khoảng quanh 2 tỷ đây anh em. Thực ra mà để lăn bánh con BMW X3 này bây giờ nó cũng không hề rẻ đâu. Nó là một con xe 5 chỗ gầm cao của BMW. Nhưng mà dù sao thì nó cũng dễ tiếp cận hơn cho anh em. Ví dụ như anh em đang đi con VinFast mà hồi mua mới nó vào khoảng 1 tỷ thì bây giờ lên con này nó cũng hợp lý đúng không? Lên tầm gần 2 tỷ, 2 tỷ mấy gì đấy. Quanh quanh cái tầm đấy trong các cái phiên bản. Tại cái sự kiện lái thử của BMW này, mình có lên một video đấy là chính con BMW X3 này nó làm những cái bài test như là leo dốc rồi thì chạy qua những cái đường gồ ghề đấy. Cho dù là mức tiêu thụ nhiên liệu của nó rất là thấp, chỉ có 6,7 lít trên 100 km ngoài đô thị thôi, và hỗn hợp rất là bất ngờ, nó chỉ quanh quanh khoảng 8 lít anh em ạ. Nếu mà anh em mà nhẹ chân có khi chạy con này trên đường trường còn được tiết kiệm xăng hơn, bởi vì như mình thấy chạy con lắc của mình chạy đường trường nó cũng tiết kiệm xăng hơn so với hãng công bố rất là nhiều. Đấy, phần đuôi của BMW X3 này thiết kế cực kỳ góc cạnh và thể thao. Nó không như cái con 7 series hôm trước mình quay đâu. Con 7 series bên kia vẫn còn kìa. Thì nó thiết kế cực kỳ đơn giản luôn. Như BMW X3 này thì vẫn rất thể thao và khỏe khoắn. Hôm nay mình đang có một chuyến công tác ở bên nước ngoài nên là không mang theo mic các thứ chuyên dụng. Nói hay hay một tí được nên anh em thông cảm nhé. Dùng tạm cái mic này, có khi là cho thời gian tới mình làm video mình toàn dùng cái mic này đấy. Đấy, phần đèn hậu rất đẹp luôn. Mình cực kỳ thích cái thiết kế đèn hậu này của con BMW X3. Nhìn cái tổng thể con xe rất là hài hòa. Nó không quá to, nó cũng không quá nhỏ. Con xe này 5 chỗ thôi nên trong bên trong nội thất rất là rộng rãi. Đấy, trần thì vẫn có những cái giá, cái gần giống như là giá để đồ đó anh em. Nắp bình xăng này. Về mâm lốp thì con này nó dùng lốp Bridgestone. Và kích thước của nó thì đâu để mình xem nào. Lốp là dùng loại 245/50R19 nha anh em. Mâm rất là to, mâm của SUV mà. Con này thì cực kỳ vừa miếng cho anh em nào muốn lên gầm cao mà xe này không quá cồng kềnh. Lại còn tiết kiệm chứ, con này xăng như vậy quá tiết kiệm luôn. Rồi đi vào bên trong nội thất thì đây là phần mình không rõ là nó là gỗ thật hay không, nhưng nó có một lớp bóng ở trên, sờ nó giống như nhựa vậy. Và cái cửa thì cực kỳ dày, siêu dày luôn anh em ạ. BMW thì vẫn luôn làm khung gầm thân vỏ cực kỳ chắc chắn và nặng, cứng cáp. Đấy, bên trong thì nó vẫn có cái ụ ở giữa nhá, nhưng mà khoảng để chân thì rất là rộng rãi luôn. Và ghế cao ôm đùi tốt, da sờ thì cực kỳ thích anh em ạ. Đúng là xe tiền mấy tỷ nó khác với lại xe tiền dưới 1 tỷ anh em ạ. Bên dưới thì vẫn còn những chất liệu bằng nhựa, nhưng mà nói chung là nhìn cực kỳ chỉnh chu và chắc chắn. Đang có khách vào xem nên là mình sẽ ra khoảng trước mình ngồi nhé. Đấy, gương này thì ở đây không thấy phần camera 360 của nó ở đâu. Khả năng là con này nó không có trợ cam 360 chăng. Thế thì có lẽ đây là phiên bản thấp anh ạ. Mình thì mình cũng chưa hỏi những anh em ở trong sự kiện này, nhưng mà khả năng đây chính xác là phiên bản thấp rồi. Phiên bản thấp của con BMW X3 này vẫn được trang bị động cơ 2.0 i4 twin turbo và cho công suất khá là mạnh chứ không yếu đâu. BMW luôn nổi tiếng là xe có cái mô men xoắn cực đại, đạt ở vòng tua rất là sớm. Và con này nó vẫn có dẫn động hai cầu nhé. Ghế chỉnh điện này, da ghế sờ sướng, và nó vẫn có cái phần chỉnh để nâng đỡ đùi này nhé. Đấy, chỉnh cơ thôi, phần đỡ đùi này chỉnh cơ thôi, chứ không phải chỉnh điện đâu. Hộp để đồ thì gọi là cho có thôi, rất là hẹp, không rộng rãi lắm. Anh em để một vài món đồ đơn giản thôi. Còn đây là cái phần khoang giữa này, ghế thì đục lỗ này. À, vẫn là một cái ước mơ anh ạ. Sau này mà có tiền lên gầm cao, lại có nhiều tiền như này nữa, chắc chắn sẽ quất con BMW X3. Cần số điện tử này, những cái mốt rồi thì là
điều chỉnh một số chức năng trên màn hình trung tâm. Ở trong này có hai khách đang chuẩn bị nhận xe anh em ạ, nên là họ sẽ được ưu tiên hơn rất là nhiều. Mình sẽ quay ra đằng trước xe. Con này thì nó có màu xám như kiểu màu nòng súng ấy. Như là con BMW X3 này thì mình thấy cái màu trắng vẫn là rất đẹp. Xe ô tô thì mình thấy đa số những con xe màu trắng đều rất đẹp. Hai cái lỗ mũi rất là vừa phải, không quá to như là cái dòng X7 hay là dòng 7 series mới. Đèn thì nó không có cái viền LED màu xanh đặc trưng của BMW, nhưng mà thiết kế thì nhìn phát là biết luôn. Lốp Bridgestone dày thế kia đi cực kỳ êm đấy anh em ạ. Hy vọng là thời gian tới mình sẽ có một con xe BMW X3 như này để lái thử cho anh em xem. Nhưng mà bây giờ mình đang ở bên Thái Lan nên là kể cả có xe thì nữa cũng không lái được, do là tay lái nghịch anh em ạ. Đây, sự kiện này thì vẫn ở Việt Nam nên là mình vẫn xe được con xe tay lái thuận. Đấy, đi vào trong khoang lái của BMW X3 này. Màn hình trung tâm là màn hình điện tử rất đẹp. Đấy, màn hình giải trí thì cũng không quá to đâu, nhỏ nhỏ ở đây thôi. Nhưng mà nó được đặt ngang nên là nếu mà anh em kết nối Apple CarPlay hoặc là Android Auto thì sẽ tận tiện hơn. Không giống như mấy con màn hình dọc. Khả năng con này thì nó đang là thế hệ cũ mọi người ạ. Thực ra mình cũng không tìm hiểu quá nhiều trước khi đến sự kiện đâu, nên là có gì sai sót mong anh em thông cảm. Ở trong xe thì mọi cái vật liệu nó đều tương đương với một con 3 series. Sờ rất nhiều nhựa mềm. À, nó cao hơn thì đúng hơn. Ở phần táp lô cũng là nhựa mềm nha, chứ không phải nhựa cứng như là một con 3 series đâu. Mọi cái phần ở giữa này trông nó cũng khá là cổ điển thôi. Xe gầm cao thì sẽ có khoảng không gian bên trong xe rộng rãi hơn với con sedan khá nhiều, nên là mình ngồi vào thấy rất thoải mái. Đây, đóng cửa, tiếng đóng cửa kêu phê luôn. Rồi, video của mình về con BMW X3 kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn mọi người đón xem. Nếu mọi người có bất kỳ ý tưởng hay là đóng góp gì hãy comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video sau.